Em cùng gia đình mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào bà cô chú. Ngày mới em xin thay mặt gia đình mến chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và bình an. Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm nay là gia đình em sẽ chiên mắm. Thì sáng ngày là chú Chín Tám cùng với mẹ với lại dì Sáu có đi chợ mua cái này là con mắm lóc mà, cá mắm lóc. Miếng thịt ba gọi. Còn này là siêu đũa này là trên nhà của Thím Tám nè. Cái này hồi chút xíu mình luộc luôn. Với lại rau củ quả. Cái rau quả con đậu gồng dưa leo. Nhưng mà không có thiếu rồi cái chú già, chú sống. Có một súng nữa, cù nèo, tay tượng. Cái này cù nèo tên bản chứ chúng ta. Cái này không. Cái này là nó bự lắm. Và bây giờ đó là gia đình mình cùng nhau vào bếp. Thật sự hôm nay là gia đình em xin tạm ngưng quay YouTube cô chú anh chị các bạn ơi. Em thì cũng cố gắng duy trì vậy, nhưng mà kênh thì thật sự hôm nay xuống quá thì em cũng xin tạm nghỉ thời gian. Thôi giờ buồn quá, thôi giờ mình cứ vui lên đi rồi giờ bếp đi, giờ bếp đi nấu cơm ăn đi cho nó có tinh thần đi. Dạ. Không xong mình đi Bình Dương bán nước tương. Rồi. Vậy đi. Rồi. Tạm nghỉ thời gian chị Năm ơi. Này chứ tiền chợ búa đâu có kiếm mà mình đâu có tiền đâu chợ đặt là đặt cái gì dịch đặt nhớ là không có rồi đặt lọt thì cũng không có luôn, không có gì hết, tiền chợ có lít chục quá. Nhớ chút xíu là phải chừa cho chú Tám vài chén nguyên mà chai rồi chú chó cũng tám ăn ha. Rồi mà cái nhà nhà bếp gia đình luôn nha. Ai giờ đi mong gặp chị Năm ơi. Cái này nó cũng buồn luôn. Hôm nay mình chia tay buồn quá chị Nam ơi. Rồi mưa luôn. Mưa xuống luôn. Mưa luôn. Trời ơi nó hát gì đâu mà mưa buồn quá mưa luôn rồi. Bây giờ. Hôm nay con ngồi ngủ ông Tám lạc ra nha. Bà Sáu lạc ra gặp hôm đi. Cái này mà nữa thôi. Ủa rồi, cái này là con mưa lạc cái nữa. Không, không. Trời, cũng buồn, cũng đổ cái mưa. Cũng là cái mưa chuyển tay em trời, khóc luôn. Em ngồi, em buồn. Em lạnh. Ôi, chưa được. Con cò bé bé đi xong rồi em
luôn á. Bài hát của bé Vy tặng cho bà của chú nha. Nhiều khi bắt tử nó không nhớ. Phật thơ thơ vậy à. Trong những hát cũng nhiều lắm. Có nhiều mệnh vậy đó. Thường nói chuyện được. Phải vô lấy cái cà lâm. Bình thường cái giống như mình thuộc lại nhạc đó, tự nhiên cái mình nhớ tựa cái tên bài hát, tự nhiên cái tình ca cái mình muốn người hát cái bài nhạc đó cái mình quên mất tiêu. Mình bầm đập này mình nghĩ được cái da da. Cái da da nghĩ dễ bầm. Vậy như là bây giờ hát nữa nè. Hột lên cây nó rụng xuống á. Nhớ cái này để vậy giờ trái cho nó khô khô. Có. Lấy giống con trồng. Có. Hôm qua người thấy Vy còn gần gần, hôm qua thấy Vy người thấy trái hả Vy? Có cái gì thấy trái chuyển tới nè. Dây mốt nhà tắm có luôn con ơi. Hôm qua ăn trái rồi, hay trồng chiều quá. Wow, trái nó tanh nè. Ngọt và khổ luôn. Trồng trên đó con dây một á, con dây một. Có dây một mà còn có trái để thu hoạch. Còn ở đây 4-5 dây, không có thể nào luôn hoạch được. Tại vì chuột nó phá rồi với mình trước. Cái này cũng chú tám chồng với ai, tại chú tám chồng trước tham quá, tham đông á, tham suối đông á, chồng một cái chậu gì mà 6-7 giây rồi chồng nó ra cái chịu nổi. Nó không đủ phân không, cũng phải nó nhiều quá đó. À, chân mắm á, mình lạnh da cho xong rồi mình lồng. Mình để gần nhiều năm ăn được không ta? Dạ, mình để nó cuốn cho đồng lần không? Nhiều thứ rau. Cái này để riêng chọn cái chân gì hay mắm để chan. Chắc 6 sắc gừng rồi sẵn rồi nè, bắt đầu mình ốp luôn. Thịt mình bầm cũng xong rồi nè, mình cho thịt nó nằm ở dưới. Thịt nó lâu chín. Đó, cho nằm ở dưới, cho mắm lên. Quá mưa lớn luôn chị ơi. Bữa nay ăn mắm đúng bài luôn á, mưa luôn. Đúng bài luôn. Mắm cũng mặn rồi, mình cho miếng bột ngọt. Mình cho miếng đường. Đường lên. Rồi làm cái đều lên. Cho đường nằm chúng chung với thịt. Rồi gừng củ hành cho vô hết luôn. Mình chưng mắm có gừng nhiều nó thơm. Cho miếng hành lên luôn. Mình chuộn miếng đi chút á, mắm chín cho mình cho hành lên nữa cho thấy màu xanh xanh nó đẹp. Rồi mình ra cho thêm miếng tiêu lên cho nó có mùi thơm. Mình tán nó ớt được con mắm này rồi mình có dùng chiên được.
chuối luôn. Ở đây mình cắt hai trái chanh vô đây nè, cái mình bọt chuối mình ngâm cho nó trắng. Chuối hoài không chuối ăn chuối hoài chuối dũi luôn, khổ quá à. Chuối, bữa nay chui luôn. Bữa nay chui luôn nè. Bữa nay chui luôn cái chùm. Rồi ngâm cho nó trắng. Trứng mắm gì dở mà xả hơi. Thơm quá anh Tám ơi. Thơm quá trời, quá trời thơm luôn rồi. Gần chín nè. Mình cắt chuối này nè, chuối này nó nổi. Mình chín này có gì nhát chút. Mình nhát chút mình dở nắp ra. Tới ăn muối luôn á. Rồi chị Tâm có rồi. Cái cốt này ăn mấy cái cốt này ăn hết cuốn cơm rồi. Cốt này còn bằng cuốn chát rồi nè. Ai có làm cái trước ăn rồi. Người như này ngồi đập mắm này. Ngon rồi, nó sốt qua cái bằng này. Nồi nấu cháo cho anh. Nãy chị mua không? Cái đi hầm nữa. Bớt sốt rồi nhưng mà bằng mắm này. Đúng rồi, mình nồi nấu cháo sớm rồi. Anh Năm có bông thì quá mềm rồi đó. Rồi, còn có trứng nữa. Rồi, nó chặt luôn hết cái lá. Ăn miếng mắm ra. Mắm không
cái gì ăn. Bữa nay nó nhỏ gì không? Ngày nay nó nhỏ, tới tưởng nó bự lắm nè. Lá bự lắm. Cái cay thôi mình đừng nói.
rừng nó thái à. Vô mà làm thấy cũng dễ cưng chứ, biết ăn nó lạnh đó chứ. Lạnh đó, nằm vậy đó hả? À, giờ biết ra kêu khiêu nữa, trời ơi. Ngồi kế bên nó ha, nó mà nằm xuống á, cái giò nó để vợ mình nó mới chạy vô. Nằm nó gác như mình gác vậy. Nó biết chịu cưng đó. Cái này tự. Ý à, cái gì? Cái này tự. Ủa, cái này tự đâu nói rồi, nó tưởng đâu rồi. Cái này nó cách này tự. Mèo. Mèo. Thì mấy giờ chưa đáp? Còn nắm chân mà tự tưởng cái này tự. Năm ở năm còn. Tốt là vậy vậy anh. Ừ. Thường thường quý già không chám, hôm nay chát dữ. Hôm nay chát dữ. Ừ. Không dám ngồi ra làm những cái gì, bộ gì cũng khác nè. Ngồi cũng ăn được có ra luôn nè. Rồi dầm được. Để miếng mắm lên. Ừ. Chứ mình phải vô lên đi nè. Chứ mà chị năm mà mau ra bông dơ luôn. Năm chiếc bé mới trẻ bữa trước đúng không? Bẻ hết trơn ngủ luôn nha. Ừ. Không còn ngủ chứ. Bắt đầu ngày mai chứ em lương phải không? Mới mình bẻ gì còn hổ thì hết luôn. Chú Tám nha, đợi trái đợi chú Tám đợi đợi chú Tám 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 đợi chú Tám. Ừ. Rồi. Trong gặp đó, chú Tám rồi cái nó cao rồi, cao như vậy không cái bông tượng mà chưa cao như vậy luôn mà chú đũa rồi chú Tám là chú đũa kiếm phải cái kiếm trắng nữa lấy ra ra trắng nè rồi á chú kiếm á chứ mà cái trắng này nó ngon hơn cái tím ngon ơi tím nó màu màu đẹp lắm thấy cái thằng nó hay lâu lâu rồi chú đũa kiếm ta nấu đám đồ này kia nọ cháy lên cháy nó ra tím tím cho đẹp cái năm Tám có cháy nó ra là có màu gì vậy để coi màu xanh 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 cái đoạn nó gan nó cái yêu chú Tám mà đẹp lắm nay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhắn nhanh lên nè. Đúng đúng mà. Đúng hợp lý. 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 Cảm mình có ngay chỗ này. Đúng hợp lý. Đúng hợp lý. Đây chỗ đây là mình xong rồi. Chắc là tốt rồi. Mình nói chắc rồi. Chắc là tốt rồi. Chắc là gió. Nó còn gió phải thấy đồ xong. Sánh thì nó chỉ vừa xong. Thấy đồ xong. Ở đây nè, ở đây nè, sao sao cái chậu nó có cái chậu. Chậu rồi xả rồi. Như là gặp là cái bà đã đi bán cá với xong sáng mới nói em nhìn nằm rồi cái em nói cái cầu cầu lắc em nhớ nè. Trời, mai có mùa cương bà làm ra trả lời á, con cháu ai lại cũng thương. Cái bà đi kế nữa chưa tới chợ mua tướng gì sao nhớ hay quá còn phải cho bà tức ông nào kia ông biết lát nữa ông nghe bà chốt bà nhắn ông nói cái gì cháu sao cấm cho mùa cương ở quên đó rồi cái bà con cá bà đặng tay bà mới tức bên nói cái cá ươm cá người ta mới gì đó cầm mà nói ươm rồi. Câu chuyện nè, nhớ bà nội kể cho em nghe. Bà nó qua đi với trong vườn với cá chả. Bà đi người bà biết rồi bà. Bà biết nghe chứ nói chuyện nghe. Lộn quốc âm á cá. Bà ở trong bà tre, trong đây uống tre đó, với cái bà kia hai chị em. Kiểu như lên cầu á, cái xong rồi cái không biết sao mà ai lạ quá thì cái xong cái hai bà lên trên cầu quýnh lộn luôn mà lại liệu á, bà này quýnh bà kia, bà này quýnh bà kia, cái bà kia liệu quýnh lại quýnh hoài, hai bà quýnh hồi mệt thôi mà hai bà chơi liệu mà rồi tới chừng ta ra nghe hai bà mệt lạ. Chị em không á mà chỉ như liệu á chứ không có ăn cái gì. Con có nhớ bà Sáu cậy không? Bà Sáu là con thương bà Sáu á, bà con mình á. Nói bà đi chợ về, có đang đi ngang cái tàu. Cái chú kia nói nhà bà Sáu, sao về vậy? Nói đi chợ mua cá, mua con cá tra nè. Dũng xong đi. Dũng xong. Dũng xong rồi. Sáu, cái gì? Mua cá bà đâu rồi? Dũng xong rồi kìa. Rồi ổng đưa tiền cho bà đi chợ mua cá. Ta liệu mà ổng thứ gì đó. Bà đang đi nè, mà kêu dục cái gì là dục nói đó. Bà liệu gì mà ngộ đi xuống. Tại vì còn hai bà ở trong đồ xe lỉ. Ngộ hả em? Quá. Đang ăn cơm cho hết các bạn, thương các bạn không? Thì đá cái cờ là đá bóp vậy đó. Đám cưới mình vô thì bác cái bạn không đâu á. Bà đang mặc đồ vậy mà kêu bà Sáu. Đồ quần bà cũng thuộc luôn hả? Liệu gì mà kỳ lạ không vậy hả? Đây gọi là quá trời luôn. Cái đó là hơn thánh liệu luôn. Nhưng mà mình á, mình còn ngượng ngựa, mình không dám chọc hay còn gì hay. Nếu mày gặp là sổ một hơi, bà làm hơi, bà mệt luôn. Cười lắm. Nếu nó có khiếu đó, khiếu nói. Nó ngồi bá liệu trời mẹ nó mà cười lắm nha, chứ không phải là mà bà giờ không bà sáng giờ chưa mắt còn không mắt rồi mắt mấy năm mình chưa sao rồi nó sao rồi mấy đứa cháu cứ thấy bà giờ cũng tập ở ngoài rồi tội nghiệp thôi, mỗi lần nghỉ nó mệt lắm bọn có mấy mà chưa hết nữa nè của mỗi ngày chị hai điện thoại kìa chăm á bên gì đó biết đó gì thằng à con phú là gì á cắt chỗ nào biết hết trơn không ngồi nè. Bữa nào chị em nghe chị nói đi á hả? Ừ. Hai bụng bà mẫu á. Lấy cắt bá liệu luôn. Chị hai màu á. Cái cắt đó là nó vừa á hả? Ừ. Nặng dấu á, nặng máu chỗ nào cũng làm bá hết chứ liệu luôn. Chỉ hết liệu rồi. Như giờ mình bệnh. Ừ, chị hai mắt, à, mắt của cha đó. Chỗ mà bán hủ tiếu. Mắt của cha đó. Hết liệu luôn rồi đấy. Mà mấy hôm nay gia đình nấu cơm ăn cái này mà tạm ngưng thì cũng rất là buồn luôn chú này. Mà em giờ em cũng hết khả năng rồi. Tại vì tiền đâu đi chợ nữa. Em cũng cố gắng rất là nhiều, em cũng nghèo tới ngày hôm nay mà hiện tại giờ cơm mất đầy sức quá. Em cũng hết khả năng để mà duy trì kênh. Em cũng xin lỗi cô chú chị và bạn rất là nhiều luôn. Nên kênh
đã và đang ủng hộ cho kênh Thiên Nhiên Thánh. Một lần nữa anh xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn rất là nhiều. Mới chúc tất cả cô chú anh chị và bạn rất nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Con cũng xin cảm ơn chú thứ tám, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn người sáu. Gia đình mình vẫn vui vẻ hàng ngày, bạn lâu lâu rồi cái mình cũng cũng như là tổ chức bữa nào đó, cái xong mình lên mình nấu ăn như thế này đấy. Cũng đi ra đi vô rồi thì mình cứ tám trên về gì sáu rồi đó mình chạy ra đi vô, có gì cái bữa nào lại từ đó cái chú thứ mạnh gì sáu mình nấu mình ăn rồi vậy như thế này đây, như bữa cơm ngày hôm nay. Một nữa cảm ơn chú tám, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn sáu, rất là nhiều luôn. Em cũng xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn một ngày gần nhất nha. Rồi cũng là gia đình hẹn gặp lại tất cả cô chú chị và các bạn. Em cũng xin lại những gia đình xin bye bye. Chúc tất cả cô chú chị và các bạn sức khỏe và bình an. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.